Dạ, đây cũng có bảy hàng người và bảy cái niết bàn như vậy, hai niết bàn của A La Hán và năm niết bàn của các vị A Na Hàm. Và bây giờ tôi đến cái đoạn là thù diệu sự. Này các tỳ kheo, có bảy thù diệu sự này. Thế nào là bảy? Đây này các tỳ kheo, vì tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền định thiền tình, khát vọng thiền tình trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn, tha thiết niềm tuệ và trong tương lai khát vọng niềm tuệ, tha thiết thể nhập trí kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập trí kiến. Này các tỳ kheo, đây là bài căn bản để được phản tháng. À, bây giờ đây dùng chữ tạng thẳng mà thôi, vì biết là thì khi mà gọi là giác tịnh lạc đó là đi vào tuệ, gọi là thể nhập tuệ đó, tuệ thể nhập nó bắt đầu vào từ đó, giác tịnh lạc đi ra khỏi cảm thọ, rồi đó là diệt thọ tưởng xuất ly năm uẩn nè. Vì bởi vì thọ uẩn hệ mà xuất ly được thọ uẩn là xuất ly được năm uẩn, bởi vì cái lạc mà lạc của cảm thọ là này là của uẩn, là nó đứng trói mình. Những cái lạc mà ra khỏi năm uẩn tất nhiên giác tịnh, giác tịnh đi ra khỏi đó thì cái đó là lạc niết bàn, hằng tĩnh lặng hoàn toàn. Thì các vị vì dịch chữ cun là bởi vì không, chữ này quý vị đừng tưởng chữ cun là mát lành ở ngoài trời, không phải. Chữ cun này là hằng là bởi vì cái cách họ dùng vậy thôi, chứ không có cái chữ họ dựa đạt. Nhưng ở đó là bởi vì không có một cái niềm, cái vọng tưởng nào xuất hiện nữa, hoàn toàn tấm mát lành là bởi vì không có một cái vọng tưởng nào xuất hiện nữa, tấm tĩnh hoàn toàn, sáng hoàn toàn, lặng hoàn toàn. Thì cái này gọi là cái tuệ bắt đầu xuất hiện, thì gọi là ở trong cái lạc đó là của đình. Mà khi giác cái lạc là đi ra khỏi cái cũng chấp của nó nữa, rơi ra khỏi nó, thấy cái chân tượng rồi thì rơi ra khỏi nó rồi, thì cái đó là tệ, đi vô tệ. Đó, hàng là ở trong cái chi phần thân, cái đoạn này, sau này nó rõ hơn thêm dưới xíu nữa. Lúc đó gọi là kiểm soát được lạc, thì tự nhiên là chế ngự được lạc, thì người đó đi vào tệ. Mà nhờ có trí tuệ, nhờ cái quan sát tuệ, gọi là niềm tuệ là vậy đấy. Niềm tuệ đấy, đoạn đây là vậy, nhờ có cái niềm tuệ đó mà kiểm soát được lạc, đi ra khỏi cái cảm thọ của lạc. Thế để đi vào cái thọ lạc niết bàn. Lạc niết bàn không phải là một cảm thọ, quý vị nhớ này, lạc niết bàn không phải là cảm thọ. Nhưng nói ra nó khó ở chỗ thế này, nhưng cái người tu, cái hành giả họ biết, chúng đó còn giác tỉnh, lúc đó gọi là trí tuệ, và chỉ có đến đó mới biết thôi. Chứ còn nếu như mà lạc đó đứng con làm cảm thọ thì bị trói buộc trong năm uẩn, nó là thọ uẩn, và gọi là bị rơi trong năm uẩn thì gọi là hữu vi, đó là vô thường và khổ đau. Thành thực cái lạc này gọi là lạc niết bàn. Và ngài Xá Lợi Phất định nghĩa cái lạc này như thế này, vì sao mà còn gọi là lạc, là bởi vì nó thoát ly khỏi khổ lạc cho nên gọi là lạc. Thì thế, tuy nhiên hắn liên hệ cái chuyện khổ lạc nữa, khổ vì lạc là nằm trong thọ uẩn, nằm trong cảm thọ, mà cái này ra ngoài rồi, tách ra khỏi rồi, hàng cái này gọi là vô trước, mình tách ra, từ pháp để tách sơ măng đấy, tách rơi ra, để tách xê, tách ra, tách ra. Và cái đó cái này ấy, thì không phải là cảm thọ nữa. Cho nên chỉ khó nói về chỗ này là chỗ nói không được, chỗ này phải đi vô mới thấy, cho nên nói được. Thì hành giả đi vô thì thấy liền, mà nó có hiện diện thường xuyên, nếu mà mình nhiệt tâm thì đi vào liền. Nhưng mà điều không nói được, vì chứ mình đi vào ra mình nói lại người khác cũng không được nữa. Nói là họ đón nhận qua cảm thọ, bởi vì nói là qua thọ uẩn, vì tượng uẩn, vì hành uẩn và họ đón nhận. Nó biến thành một cái đối tượng, một cái ngã tướng, vì đấy đó, một cái cảm thọ, một cái đối tượng đấy, đối tượng để nhìn thì không phải nữa. Cái này hàng thoát ly cảm thọ cho nên gọi là lạc niết bàn. Niết bàn là bởi chỗ đó không còn chấp thù, nó không còn ngã tướng, nó không còn cái bóng giả nào của cái ngã xuất hiện, gọi là niết bàn. Vì đấy mà tôi đã đọc rất kỹ những cái đoạn này và có cái cảm nhận là tuy là mình cảm nhận ít ít thôi, nhưng mà mình cũng có cái rõ ràng là cái chuyện này là cái chiều rõ ràng, là bởi vì ngay trong cái thanh tịnh đạo đó, ngài Buddha Gosa là ngài nói rõ là một chỗ này là chỗ A La Hán, chỗ này là diệt thọ tượng. Vì đấy đó, diệt thọ tượng là nhiếp được cái thọ uẩn và tướng uẩn rồi. Chỗ đó năm uẩn nhiếp rồi, thành ra là ngũ uẩn giải không đó, đồ như thiệt quán chỗ này mới đồ như thiệt quán, mới qua khỏi khổ ăn được, qua khỏi cái khổ, nhưng tất nhiên qua khỏi cái pháp hữu vi vô thường khổ. Chỗ này là chỗ thực á, chỗ này là phải đi vô hành mà đi vô. Chỗ này mình muốn hiểu là phải hành. Thành bắt đầu muốn hiểu cả thế kia thì hành, thì đây mà nói Phật học này, đường kinh này tiếp tục. Đức Phật dạy là đây, nếu như có một vị tỳ kheo nào mà tha thiết hành trì học pháp, hành trì học pháp là tất nhiên là huấn luyện tu tập này, nhưng gọi gì cả gọi là hành trì học pháp, tu tập quán vô thường vô ngã mà thiết tha lắm. Bởi vì cái sự thiết tha này nó làm cho cái tâm hồn tịnh đó,
và làm cho cái sức mạnh tâm lý nó bám chặt, sự chú ý nó bám chặt vào đối tượng, và cái thấy vô thường nó mau thấy hơn, mau xuất hiện hơn và thấy sâu hơn, và vì thấy sâu hơn dễ buông xả hơn và dễ giác ngộ hơn, cho nên dễ bị thiết tha. Có một cái này trong thiền thiền của tổ sư thì gọi là khát vọng giải thoát. Có một cái này là dục như ý túc, thì thiết tha hành đi học pháp là dục như ý túc. Có một cái thiết tha kinh khủng lắm, mà muốn thiết tha không phải là từ nói cái miệng mới thiết tha, là cái khởi lên nói có thiết tha là thiết tha không phải, mình bạch về phần khoai có thiết tha giải thoát lắm phải. Thiết tha là phải thấy thì vô thường cuộc đời đi cũng có chỗ thừa, là thấy nguy hiểm quá đi, phải tự nhiên mơ ước lên thì giải thoát đó phải hành huy tú, thiết tha khởi lên là vậy. Là phải thấy đạo, phải thấy cho đến nỗi mà mình phải nham chán cái cuộc đời này đi. Nhưng mà mình nói nham chán sợ cái hiểu lầm, kiểu mình suy khờ tư là chán cuộc đời này không phải. Vì nham chán là để thấy cái chất tướng nó, chứ vậy thì thôi chứ con. Mà cái thấy này, cái thấy nham chán này nó làm cho con người nó còn sức mạnh tâm lý mà cứu đời được. Nhưng mà khổ cái ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ để buôn bán. Vì á, trao đổi hàng hóa buôn bán không phải ngôn ngữ để nói sự giải thoát. Cho nên chỉ nói vô giải thoát là một bối rối, một lúng túng. Thì nói người ta hiểu lầm là vậy, đạo Phật cứ bị hiểu lầm là hoài vậy. Nói đạo Phật này, nói vô thường nói đi là nhiều khi là người ta bắt bẻ mình nhiều chiều mà khổ sở lắm, oán uổng lắm. Nhiều khi nói vô thường là oán uổng lắm, người ta ngồi nhận viên bên mà ngồi nhận viên đạo Phật này, mà thực sự là cái tiếng nói đúng nhất là vô thường đấy, chứ còn không nói nó là nói pháp mà không nói vô thường vô ngại khổ đau là không phải nói pháp. Bởi vì nói vô thường vô ngại khổ đau mới nói lý tham, mới nói giải thoát, mà không nói lý tham, không nói xuất lý tham sân si không phải là nói pháp. Anh nói rồi là anh nói cái này là nói phi pháp chứ không phải nói pháp. Thì ở đây là cái thiết tha hành vi học pháp, và chẳng những cái sự thiết tha đó nói chỉ ở trong cuộc đời này, mà mình còn khát vọng trong tương lai, mình sợ vô thường đến, bạch mình cầu nguyện, mình khởi cái điều đấy rằng là bây giờ mình bị thiết tha, giả như cái công phu giải thoát mình chưa mà kết thúc trong cuộc đời này thì mong rằng kiếp sau mình bị thiết tha được. Đó, tuy nhiên sự thiết tha mà ló xa đến đó rồi, nên là trong tương lai là mình cũng phải tương lai của cuộc đời này và trong tương lai kiếp sau nữa mình bị thiết tha. Thì khởi một cái tâm mà quý vị biết cái này đúng, cái này là gì nhớ Đức Phật nói là đúng rồi, nhưng mà nhiều khi mình nói mình cũng quên đấy. Là đúng rồi, nhưng mà rõ ràng trên cuộc đời thì tâm lý mình là mình thấy rõ ràng lắm, thấy in hết cái này. Khi nào mà mình biết lo tu rồi lo giải thoát là buổi tối trước khi đi ngủ mình lo lắm, mình lo là mình mong rằng ngày mai mình sẽ giác tỉnh, mong đến ngày mai là chưa đi ngủ là mong ngày mai sẽ sợ đi ngủ dậy rồi mình quên. Thì mong đến khởi cái niềm như vậy mình tỉnh, sức giác tỉnh mình ngồi sâu mỗi ngày, ngồi mình sâu tỉnh mà phải khởi chứ không khởi không tỉnh. Vì trước khi ngủ thì khởi cái niềm nó lên, cái niềm nó lặp đi lặp lại như lần thành sức mạnh như lòng, còn không khởi là không mạnh. Tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp. Quán pháp là vậy đấy, cũng quán nhìn cái khổ vô thường vô ngã mà thôi. Tha thiết nhiếp phục lòng dục đó, khi mà nhìn nó vô thường vô ngã rồi mà nếu như lòng dục chưa dùng á thì khởi lên một cái là mà làm như thế này là vì mục tiêu là thấy nguy hiểm của lòng dục. Thành quý vị mà muốn khởi cái thiết tha học pháp này là phải thấy nguy hiểm của cái dục, thấy nó dơ dãy, thấy nó đau khổ, thấy nó tiêu điều cái lòng, bất cứ dục gì cũng tiêu điều cả. Thì thấy cho rõ như vậy nhất định là đào niềm có trong cái thấy đó là đào rồi, chứ chưa nói là đừng nói là nỗi chờ nỗi cái đào tắm khởi lên nữa. Trong cái thấy đó là đào rồi, ai mà thấy rằng cái dục nguy hiểm của cái dục thì người đó đúng đi đúng đạo nhất, đúng như Đức Phật đã đi. Vì Đức Phật suốt cái lộ trình của ngài là ngài có nguy hiểm của dục. Khởi đầu ngài nói như thế này, ta và đấy là cái lộ trình mà tu tập của Đức Phật. Ta có nguy hiểm của năm dục lạc, sắc thanh hương vị xúc, thì ta vào được sơ thiền. Khi vào trong sơ thiền thì lúc đầu thì thấy hỷ lạc, nhưng sau đó nó cái tâm tử cái dục lạc cái niệm về ngũ trần nó lại khởi lên, lúc đó ta cảm thấy đau khổ như có mụn nhỏ trong cơ thể. Thì ngài tiếp tục có nguy hiểm của năm ngũ dục lạc chỗ sâu nữa, thì hoàn toàn đi qua nhị thiền. Thì cứ như vậy ngài có nguy hiểm của nhị nhất thiền chỗ sâu thì qua tam thiền. Tất nhiên có vừa có nguy hiểm nhị thiền thì có nguy hiểm nhị thiền chỗ sâu nữa thì qua tứ thiền, có nguy hiểm của nhị thiền thì qua tam thiền, có chỗ trực sâu nữa thì qua tứ thiền. Cứ như vậy có nguy hiểm của lạc cũng vậy, cứ như vậy thì quán sâu lần lần như vậy. Cứ quán qua khỏi cái dục giới thì có nguy hiểm của sơ thiền, có nguy hiểm của sơ thiền, rồi qua nhị thiền có nguy hiểm nhị thiền, để qua tam thiền có nguy hiểm tam thiền, qua tứ thiền cứ có nguy hiểm của cái dục đó, cái ham muốn của cái gọi đó. Khi ở cuộc đời này thì là bị ham muốn năm ngũ trần, mà khi vô sơ thiền là ham muốn về cái năm thiền chi, mà khi vô nhị thiền là ham muốn cái hỷ, khi vô tam thiền là ham muốn cái lạc, mà khi vô tứ thiền là ham muốn cái xả, cái dục nó khởi lên, thành phải có nguy hiểm của cái đó.
Hãy Đức Phật lộ trình của Ngài cho đến phi tưởng, phi tưởng sự cho đến diệt họ tưởng định, và Ngài đi đến giác ngộ cuối cùng. Là Ngài luôn luôn quản nguy hiểm rồi, nguy hiểm của cái dục. Thành cái thầy Ngài mà tiến bộ tập địa là dục đó, là tham ái đó. Dục ái, hữu ái, của hữu ái đó, có cái ái, đoạn cái ái đó. Thành thử phải khởi lên cái lòng là làm thế nào để mình thấy nguy hiểm. Khi mà mình thấy nguy hiểm của cái dục, ai mà muốn biết một điều, chỉ làm một điều thôi là chỉ thấy nguy hiểm của cái dục mà thôi, là tất nhiên mọi đạo niệm nó tự khởi lên, tự động nó khởi lên, và các pháp giải thoát nó thành tựu, rồi thành tựu theo theo đó liền. Cứ quá nguy hiểm của cái dục, bởi vì cái sinh tử là dục là gốc của sinh tử, mà gốc của giải thoát là đoạn dục. Thấy nguy hiểm của dục thì dục cũng đòi nữa, là ra khỏi dục. Thấy nguy hiểm của dục là ra khỏi dục, là lý dục. Lý dục đó là quy phạm lý dục tốn phải không? Đó, đi vào phạm là phải lý dục. Thấy nguy hiểm của dục mà thôi là vào đạo. Thành đây Đức Phật dạy mình là tiếp tục là nhiếp phục lòng dục, và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tình, khát vọng thiền tình trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn, và trong tương lai khát vọng tinh theo nhu cầu của từng bước đi. Chứ quý vị cũng đừng vội trừ được mắt mình lên lời rơi lòng dục kìa đó, chứ đừng có đòi nhiều cái rồi hẳn không lời, hẳn có từng bước lắm. Vậy cả nhà lý từng bước, cho đến cái bước mà vô định sâu rồi mà chưa giải thoát hoàn toàn là rõ ràng là khát vọng niềm tuệ. Tất nhiên là gì? Là khát vọng rơi khỏi cái đói buộc thiên đình, hoặc là khát vọng niềm tuệ. Niềm tuệ này là một sự, là tất nhiên là một sự giác tỉnh, đó là tuệ, một sự giác tỉnh. Tất nhiên là rơi khỏi cảm thọ, rơi khỏi quái buộc của cảm thọ, đó là rơi buộc, rơi khỏi thọ uổng, và như vậy là rơi khỏi năm buộc. Nó vậy đó, thì cũng đương lý là vậy đó. Chứ đừng có tưởng tượng cái tuệ là cái gì khác nữa. Tại vì trong khi mình đứng tu hẳn là nó là vậy đó. Này các tỷ kheo, đây là bảy căn bản để được tán thán, và đó là cái phần tiếp theo. Thưa quý vị có rõ, quý vị muốn nghe thêm không? Tiếp tục theo ý phụ đề. Nhà xin dở qua trang 480, 50. Nhà phẩm Bát Di là bạc kỳ. Nhà đoạn này thì nhẹ hơn một chút, đoạn này thì nói hẳn đi sâu vào cái pháp hành. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vát Di tại điện thờ của Sarangdada, rồi nhiều người Lichavi đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với người Lichavi đang ngồi một bên: Này các Lichavi, ta sẽ dọn cho các ngươi bảy pháp không làm cho suy giảm. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các người Lichavi ấy vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói như sau: Và này các Lichavi, thế nào là bảy pháp không làm cho suy giảm? Này các Lichavi, khi nào dân Vát Di sẽ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thừa thời này các Lichavi, dân Vát Di sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và đó là cái thứ nhất này, là hay tụ họp và thường tụ họp đông đảo. Thì như vậy là đã có một cái sức đoàn mà đoàn kết, là đã có ý muốn là đoàn kết với nhau rồi, là chừng này là tạo được sức mạnh rồi. Cái thứ hai, này các Lichavi, khi nào dân Vát Di sẽ tụ họp trong niềm đoàn kết, sẽ giải tán trong niềm đoàn kết và sẽ làm việc trong niềm đoàn kết, thì này các Lichavi, dân Vát Di sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Đó là cái thứ hai. Chẳng những tụ họp mà thôi, tụ họp đông đảo mà thôi, mà tụ họp trong cái đoàn kết thực sự, làm việc trong đoàn kết và giải tán trong đoàn kết. Thứ ba, này các Lichavi, khi nào dân chúng Vát Di không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân, với dân Vát Di như đã ban hành từ xưa, thời này các Lichavi, dân Vát Di sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi là đó là cái điều thứ ba, là không ban hành những luật lệ, không có ban hành những luật lệ mà không được ban hành, đó là vấn đề. Không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống. Ở đây chúng ta cần phải suy tư một tỉ nhỉ, là Đức Phật dạy thì rất là hợp lý, nhưng mà mình cần phải suy tư, là bởi vì nếu như mà nói rằng không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành thì hóa ra nhiều khi bảo thủ, người thủ cừu, là bởi vì nếu như luật ban hành mà không hợp lý nữa thì phải bỏ chứ. Điều bỏ là đúng, nhưng khi Đức Phật biểu là không có hủy bỏ những luật lệ đã hành là bởi vì sao? Là bởi vì có cái vấn đề trên rồi, không ban hành những luật lệ đã được ban hành, cho nên cái luật lệ vừa ban hành trước đây rồi là đã đáng được rồi, mà chưa bị bỏ là tự nhiên cái bỏ không đáng, phải không? À, thì cái đó là cần phải suy nghĩ, chứ không thôi nghe đọc cái câu là không được bỏ những luật lệ đã được ban hành thì mình nói bảo thủ, bởi vì những cái xưa có cái đâu cũng phải là xưa bay nay lắm,
Còn cái xương không đúng thì mình phải bỏ chứ. Đó, vì vậy cho nên chi mà cái này nó đã được tụ họp, sở dĩ tụ họp với nhau luôn là để mà bàn bạc cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì hợp thời, cái gì không hợp thời. Cho nên chi cái gì đã ban hành là tập thể đã quyết định rồi, trí tuệ tập thể đã quyết định rất rõ ràng, cái đó đáng được ban hành rồi. Mà bây giờ chứ mình bỏ đi thì cái đó đã đáng rồi, mà mình bỏ đi thì cái đó không nên. Thằng thì mình đã thành truyền thống là đã có giá trị thời gian tác đạt rồi, mà mình bỏ đi thì là không nên, bởi vì làm như vậy thì xáo trộn cái nếp sống và dân không có chỗ nương, không có chỗ để mà nương thân gợi thân, thành thử xáo trộn và sự sợ không hùng mạnh được, thành vì vậy nó không tạo được sức đoàn kết. Nên cái này mình cũng cần suy nghĩ cho tỉ mỉ, không thôi sẽ hiểu lầm là nói đạo Phật là ứng bảo thủ đó. Rồi thì mình giữ lại phong kiến à, phải không? Nếu nói như thế này thì mình đi duy trì chế độ không phải. Tuy nhiên phong kiến là không đáng được ban hành rồi, mà cái thời xưa mình tồn tại thì lỡ rồi, thì trừ mình ban hành dân chủ là đáng được ban hành. Đây là cái là về. Nhà điều thứ ba, điều thứ tư. Này các lý cha vi, khi nào dân chúng Vashi tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão Vashi và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vashi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và đây là vấn đề đạo đức, tuy nhiên là phải kính thường. Và cái một cái xã hội mà tốt đẹp là phải xã hội có đạo đức. Không có đạo đức thì tất cả cái trí tuệ, cái thông minh là chỉ manh động của xã hội trước sau loạn mà thôi. Anh thấy cái này là cái đạo đức tôn kính những cái bậc trưởng lão. Và thứ hai là các bậc đó có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ trao truyền những kinh nghiệm đó thì mới có thể lớn mạnh được. Và điều thứ năm, này các Lichavi, khi nào dân Vashi không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vashi phải sống với mình và bác phải sống vì mình, thời này các Lichavi dân Vashi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Quý vị thấy đây là điều thứ năm. Cái xã hội nào mà phụ nữ hay bị bắt cóc, cái thiếu nữ bị bắt cóc là xã hội đó rối loạn. Vì thế, tất nhiên là loạn, một cái hiện tượng xã hội là rối loạn, đạo đức suy đồi rồi. Và cái đạo đức suy đồi đó thường nó manh nha từ cái xã hội đi xuống, sự suy đồi của kinh tế, của giáo dục vân vân, nó đẻ ra cái đó thì nhất định là xã hội đó nhất định là quyết định là không mạnh. Khi nào cái hiện tượng đó không có thì biết là xã hội đó có dấu hiệu lớn mạnh. Này các lý cha vi, khi nào dân chúng phát di tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các từ miếu của Vashi ở tỉnh thành, ở ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp, thời này các lý cha vi dân Vashi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Đây cũng về cái này đừng phải là mê tín dị đoán đâu, cái này mình cũng cần phải suy nghĩ để phân tích trước khi là khi nào mà dân Vashi tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các từ miếu của Vashi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp. Tuy nhiên tất cả cái này là được toàn dân chấp nhận rồi, cái lễ cái miếu lễ đó là quý vị biết đó là một sự biết ơn, cái sự nữa là biết ơn tổ tiên. Miếu lễ đó là thờ các cái bậc tổ tiên mà xây dựng đất nước xứ sở mà thôi, các cái bậc mà đã có công xây dựng hạnh phúc cho cái xứ sở mình, thì cái đó là nuôi dưỡng đảnh lễ các cái tháp miếu, từ đó là để mà nuôi dưỡng lòng biết ơn, thì cái đó là cần, cái đó là cần thiết, cái nuôi dưỡng đạo đức của xã hội đó thì mới có thể lớn mạnh được. Thiếu yếu tố đạo đức là không lợi mạnh được. Chứ cái này không phải là để cái đoàn kinh này đẩy con người đi vào cái cúng lễ đâu, không phải. Những cái hình thức đơn giản như vậy mà nó cần thiết, nó nuôi dưỡng cái tâm lý, và nhờ cái nuôi dưỡng tâm lý lành mạnh, mà cái tâm lý lành mạnh đó nó đem ra nó xây dựng xã hội. Thứ bảy, này các lý cha vi, khi nào dân Vashi bảo hộ che chở ủng hộ đúng pháp các vị a la hán ở tại Vashi, khi các vị a la hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị a la hán đã đến được sống an lạc, thời này các lý cha vi dân Vashi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và này các lý cha vi, cho đến khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được tồn tại giữa dân Vashi, khi nào dân chúng Vashi sẽ được thấy những bảy pháp giữa bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các lý cha vi dân Vashi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Cái điểm này cũng vậy, chúng ta cần suy nghĩ. Không phải Đức Phật là cố nói là để xã hội nào mà phải có theo đạo Phật mới mạnh, rồi mình nói như thế thì có nhiều cái xã hội không phải đạo Phật, thì đâu cũng không có đạo Phật làm gì có a la hán mà thì họ vẫn lớn mạnh như thế đó. À, thì câu này sai sao? Thì không phải, thì vấn đề là mình phải suy nghĩ là khi mà Đức Phật dạy là cái thời đó là ngài nói đương thời, là ngài đứng nói này đối thoại, đấy là một đối thoại rất thực tế, mà cái câu chuyện xảy ra là do vì vua A Sở Thệ muốn đến đánh cái dòng họ Thích, và dân Vashi sự Vashi sự Bạch Kỳ đó, nhưng mà ông hơi nghi ngờ,
Thì khi đi ngang trên đường mà hành quân thì thấy Đức Phật ngài ngồi ở đường hành quân, ở gốc cây mà trên đường hành quân của vua A Xà Thế. Thì A Xà Thế mà cho đại thân của ông đến hỏi Đức Phật, ý là muốn tiền quân đánh được không? Nhưng hỏi tỷ nhì, thì Đức Phật ngài trả lời trực tiếp thì bất tiền. Vì vậy thì đi vô cái vấn đề chiến tranh, bởi vì nhiều khi nói ngài ca người chiến tranh hay ca người thứ này thứ kia thì bất tiền, thì ngài không trả lời trực tiếp mà ngài sẽ con ngài hỏi ngài A Nan, dân Vajji có thường tụ họp đông đảo với nhau không, và có làm việc trong điểm đoàn kết, tụ hiểu họp trong điểm đoàn kết và giải tán trong điểm đoàn kết không? Họ cho đến bảy điều, đủ bảy điều như thế này. Khi hiểu bảy điều đó rồi ngài A Nan đều trả lời có khó cả, thì cái đại thần đó nghe ra là ngã ngựa, việc như vậy là dân Vajji mạnh lắm, như vậy đánh thì không tiền. Thành về tâu lại qua Xà Thế rồi cũng lui liền, ngài cạn được hai lần. Thì như vậy là để cho biết rằng thì khi cái thời bấy giờ là các cái vùng này là có các vùng A-la-hán này, các đệ tử Đức Phật cũng xuất hiện, cho nên nói rằng là ý mình thay vào chữ A-la-hán là khi nào có các bậc thánh ở đời, những bậc hiền triết, những bậc thánh, những bậc những người đạo đức ở trong cuộc đời này, mà cái sự nào mà không tôn trọng, không kính trọng các bậc đạo đức này thì rõ ràng thì sự đó là đạo đức không có chứ gì. Hả? Không có ý điểm chí về đạo đức thì rõ ràng sự sở này suy đồi. Không có đạo đức thì quý vị biết sao? Những kẻ tài trí sẽ đố kỵ nhau, sẽ thanh toán nhau, sẽ hạm hại nhau. Những người không có trí cũng hạm hại nhau, cũng thanh toán nhau, cũng đố kỵ nhau. Tất cả đều hạm hại, đều thanh toán, đều đố kỵ nhau. Và là đang đoàn kết. Nhất định là phải đi xuống, không lớn mạnh được. À, thì cái đạo đức mà cần là vậy, nó không phải là thụ động, mà nó không phải là du ngủ của người. Nhưng mà nó làm cho cái trong sáng, thì tình cảm của người nhờ đó nuôi dưỡng trí tuệ chứ phải. Nhưng cái trí tuệ trong sáng đó mà làm việc được, mà học, mà có học, hoặc dùng, xây dựng sự sợ. À, cái đó phải nhớ. Chứ để quý vị biết là một cái xã hội không có đạo đức là đau khổ vô cùng. Mình sống trong cái xã hội mà đi nổi. Làm việc mình có ba bốn người bộ hạ của mình, mà mình không tin được nó, như người hàng có thể hàng thọc dao số lưng mình, chứ không biết. Sống chỗ đó thì đau khổ vô cùng. Quý vị thấy đó. Là cái xã hội mà sống những người không tin nhau mà có thể xã hội lớn mạnh được. Đó, cái đó là vậy. Mà muốn tin nhau là gì? Là phải có điều kiện biểu hiện thái độ sống thế nào để người ta tin nhau. Đó là gì? Đó là lòng nhân, đó là tình người, phải đó là sự kính trọng. Cái mình gọi là đạo đức. Đạo đức là vậy. Đạo đức là đồng nghĩa với hạnh phúc. Thì mai một đây có một cái buổi sáng chủ nhật nào chúng tôi sẽ trình bày vấn đề đạo đức của Phật giáo quý vị thầy. Nó đạo đức này nó đồng nghĩa với nếp sống hạnh phúc và nó đồng nghĩa với giải thoát. Và đạo đức này là vậy. Cho nên tôn trọng các bậc A La Hán này có nghĩa là gì? Là nhấn mạnh xây dựng đạo đức một cách chân thật cho sự sợ. Mà nếu như mà không tôn trọng cái đạo đức này, tức là không xây dựng hạnh phúc cho sự sợ. Sự sợ rất là lớn mạnh được. Sự này là đi vào đau thương thôi. Phải. Thì mai một đây chúng tôi sẽ phân tích thêm quý vị thầy. À, bây giờ thì giờ là hết rồi. Là cái mà tôn trọng đạo đức của vị A La Hán này, về kính trọng các vị này, là cái này là chính là tất cả cái công phu mà để xây dựng đạo đức về hạnh phúc cho vị sự sợ. Tôi xin dừng ra đây.